Cloud vô gây hiệu ứng chón chón chơi thôi, thì mình cũng đầu tư cái chuyện đó rồi. Kiếm thần đáng thắng các bạn, kiếm thần Linh nè, Linh 2 sao nè, đừng có mơ, đừng có mơ lên Linh 3 sao, Linh nhà tôi nè, kiếm thần để gãy gãy gãy. Linh nhà tôi có 2 con 2 sao nè, kiếm thần. Cày đâu rồi, cái chữ gãy của tôi đâu rồi? À đây rồi, gãy rồi, gãy rồi, gãy rồi. Cày cày chứ, nói không cày là nói xạo, nói không cày là nói xạo anh em. Mà đây là 3 2 con 2 sao nhá, mình có 2 con linh 2 con linh 2 sao luôn. Thôi lượt này nữa là lượt cuối rồi, những con nào 1 sao thì ráng cho nó lên 2 sao thôi, chứ còn nó không lên được 3 sao đâu. Rồi bên lên linh, ui rồi lắm linh thế, thấy không, tôi nói mà tôi là người có khả năng lên linh này. Ui rồi, ui rồi, một đống linh luôn. Mời anh kiếm thần lên linh. Linh chim tinh lộc giáp hả mày, một chiêu vào mồm linh, linh bay màu không thấy linh đâu luôn. 99% sát thương là đây chứ đâu, 99% sát thương là đây chứ đâu. Ok, hey, vô xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kakao Game, chào mừng các bạn series hướng dẫn cũng như chia sẻ kinh nghiệm chơi các poker ở trong Mobile Legends và Mobile Magic Chess nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến bạn một cái bản liên quan đến con Auto Skill 3, và cái bộ cờ mình muốn đem đến các bạn là bộ cờ gì thì mình còn chưa biết, để một lát nữa thì chúng ta mới biết được nha. Thì nói chung cũng lâu rồi không có làm những cái clip về con Auto Skill 3 này, và hiện tại thì mình cũng đang nằm trong cái series là mỗi con chỉ huy ráng cố gắng làm một bộ cờ cho nó hợp lý cho các bạn coi á. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm về con Outer nha. Ngày hôm trước thì mình đánh Bao, mình đánh Angela, mình đánh Tha, mình đánh con gì đó, nói chung là mình đánh mỗi con một bộ á, mỗi bộ một con, mỗi bộ một con. Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ đánh thêm những cái bộ khác ha. Thì tạm thời là giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ để cho nó thua giống như những lần trước thôi. Giống như lần trước thì sẽ để cho nó thua, và với cái việc mà nó thua á thì chúng ta sẽ có được cho mình đó là mãnh tướng. Đánh Outer thì lúc nào cũng sẽ phải thua những chủ thua trước, đánh chủ thua trước thì mấy bạn mới phát huy được. Và bên kia thì lắp cho mình 3 con cờ, oh my god, sao lại lắp 3 con cờ, 3 con cờ đặc nhiệm, 3 con cờ đặc nhiệm, biết đâu được, biết đâu được 3 con cờ đặc nhiệm thắng được ấy. Đặc nhiệm nó xoáy 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 nó thắng được anh em à, 3 con cờ nhưng mà đủ để thắng mình rồi. Rồi ok, vậy được, thắng là được, tôi chỉ sợ ổng không thắng thôi, chứ ổng thắng được là được. Rồi còn Layla nó còn ấy mà, nên là mình sẽ thua thôi anh em mà, không thắng nổi đâu. Rồi ok, vẫn thua, thua nhưng mà thua một con, ngon ngon anh em, thua mà thua một con là ngon nhá. Đó anh em biết sao người ta lắp 3 con không, người ta giữ lại 9 tiền nè, bạn quê tử này bạn giữ lại 9 tiền để bạn thắng thì nó sẽ thành 10 tiền đó, nó sẽ thành 10 tiền, rồi sau đó là sẽ có thêm được lượng tiền, sẽ có thêm được lượng tiền ở trong cái lượt tiếp theo. Đó, cũng tính toán dữ, lắp cái 3 con thôi anh em mà tính toán dữ quá ghê gớm, đến từ ông gì đó, thôi thì kệ ổng ấy. Còn đây là chuyện của mình, là mình phải ráng cố gắng kiếm những con tướng giống giống nhau ha. Còn con AK thì thôi anh em đừng có ráng cố gắng đẩy nó lên làm gì nhá, lát nữa mình đẩy, bây giờ mình đẩy nó lên thì xài vô mất công nó trâu quá, mất công nó trâu nó tăng nữa mấy ông à. Nên là đừng cái gì, chứ riêng con AK thì từ từ, phải từ từ. Lượt sau thì sẽ up lên cấp độ 5 luôn, rồi mình sẽ nhét vô cho nó thua, còn không thì bạn để 4 con cờ rồi cho nó thua cũng được. Thì lượt tiếp theo mình miễn sao mình đánh mình thua mà mình thắng mà mình mất 2 con cờ là ok. Nếu như cái lượt mà mình cần thắng ấy, mình thắng mà mình mất 2 con cờ thì nó sẽ đủ 15 con cờ. Còn nếu 20 con cờ, 20 mảnh tướng. Còn nếu như bạn muốn chắc ăn nữa thì bây giờ mình up cấp luôn. Đó, muốn chắc ăn hơn thì bây giờ mình up cấp lên thì nó sẽ dễ hơn. Ở cái lượt mà mình cần thắng ấy thì mình chỉ cần mất 1 con cờ thôi. Mình thắng mà mình mất 1 con cờ là được. Tại tôi sợ là nhiều lúc là mình thắng nhưng mà mình mất đúng có 1 con thôi chứ không mất được 2 con ấy. Là cái khả năng là đó nó cũng có khả năng xảy ra chứ không phải là không ha. Thì giờ nó có 2 cách, một là bạn up cấp lên thì up cấp mà mất 3 tiền thì mình sẽ bị lỗ tiền nhá. Còn nếu như bạn không thích up cấp thì cũng được luôn. Đó, chúng ta sẽ bán con này đi. Thì mình sẽ có con này có khả năng 2 sao nè, Jack 2 sao nè, Mia 2 sao nè, Layla mua về nữa là Layla sẽ có khả năng 2 sao nè, là 3 con 2 sao cộng con Akai là 4 con 2 sao. Thì cái khả năng thắng của nó rất là cao nha anh em, nên phải từ từ, phải bình tĩnh. Anh em mà lắp vô là thắng đó. Nên là chúng ta nên lắp những con tướng xà lơ thôi. Mình chuẩn bị sẵn cho cái lượt mình thắng bằng những con tướng 2 sao. Mặc dù nó 1 tiền nhưng nó 2 sao là nó khỏe anh em à. Người ta có cộng hưởng nhưng cộng hưởng của người ta chỉ có gọi là 1 sao thôi. Nên là người ta cũng không khỏe đâu. Còn mình 2 sao thôi mình khỏe hơn ha. Đấy là cái sự lợi hại của mình.
và có lẽ là mình thua lượt này và không gỡ được một miếng nào hết luôn, mất cho mình một đống máu, 12 máu, còn lại cho mình là 72. Có rất nhiều người đang sáng 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 cái đèn kìa, rất là ok. Rồi để nó hiện cái bảng tiên lên là mua Layla nhé, nó hiện cái bảng tiên lên này thì mình mua Layla về là được, thì chúng ta sẽ có lại được 4 lợi tức, vẫn full 4 lợi tức bình thường đó. Nó hiện cái bảng tiên lên đúng không, mua này về đó, nhận được 4 lợi tức rồi là chúng ta mua thì chúng ta sẽ không có bị lỗ cái con tướng đó. Rồi đồ đạc Linh, ôi rồi ơi Linh hả, đâu lấy sách. Biết đâu mình ra con Linh thì không nói làm gì, chứ mình ra con Linh thì ơ nó ra con khác là sao, sao bạn biết được nó sẽ rơi con Linh. Chưa biết đúng không, chưa biết cho nên là chưa đánh nhé, chưa biết là chưa đánh Linh nhé. Nhưng mấy bạn thì hay nói là anh ơi em lấy con Linh á là nó rơi con Linh đó anh. Đó là mấy bạn nói vậy thôi, chứ còn theo như tôi đánh giá thì không có cái chuyện lấy Linh là nó sẽ rơi con Linh đâu nha. Rồi lượt này thì mình sẽ để thua, mình sẽ tiếp tục để thua và cố gắng thua vừa vừa thôi, thua nhiều quá là dễ đi lắm. Nên là mình đang hơi do dự cái chuyện gọi là có nên lắp con AK vô, tôi sợ là ông quê tử này hình như là ông AFK luôn anh em. Ông AFK luôn rồi chứ không phải là ông ấy đâu, chứ không phải là ông tính toán đâu, tôi tưởng là ông tính toán chứ. Ông lắp ba con cờ kìa, mình thắng ổng rồi cho nên là mình thua ổng rồi cho nên sẽ không gặp ổng nữa đâu, cho nên là yên tâm là không có gặp đâu, phải gặp hết một lượt 8 thằng thì mới gặp lại nhé. Cho nên là cũng không có lo cái chuyện là sẽ bị ổng phá game, là do là bây giờ là muốn ấy là không phải cỏ được mình một con, chứ mình lắp con AK lên đứng cao cao một xíu á, nhiều khi người ta không cỏ được cái con của mình ở phía sau ấy, cho nên là mình chơi AK thì mình chơi khỏe lắm, cho nên phải lắp ở phía sau nhé, từ từ nhé, lắp bảo kê cái dàn 2 sao thôi, còn cái dàn 1 sao thì vẫn cứ nên là đặt lên phía trên. Ồ nãy giờ là tôi bao nhiêu mảnh rồi? Lượt trước là mình 4 con đúng không? Thì là 4 12, 12 5 nữa là 17, cộng cái lượt đánh quái một con nữa là 18. Rồi, 18 con ấy rồi nhé. 18 mảnh rồi nhé. Ok, 18 mảnh thì lượt này mình thắng. Lượt này mình thắng và mình thắng nhưng mà mình phải mất một vài mảnh. Thắng thì thắng nhưng mà vẫn phải mất một vài mảnh thì nó mới ok. Thì up một cấp đi cho nó dễ thắng nè, thì như này rồi thì con dắt ha, dắt còi đệ hả, con Layla cầm bảo hộ, hai con này chạy lên phía trên cho nó chết trước. Hai con đó đứng lên phía trên cho nó chết trước, con sói nó nhảy lên phía trên luôn á, con sói nó nhảy lên đó, thì mình để hai con đó ở phía trên, bên kia đánh đấu sĩ 1 2 3 4 5 đấu sĩ, đợi tới lượt kia lên mới được 6 đấu sĩ lần đó. Mình phải để cho nó mất hai con nha, để cho nó mất hai con ở phía trên đi, xong rồi AK đứng nó tăng giùm mình là được à. Ok đó, mất hai con vàng chiêu thức lên rồi, bây giờ mình sẽ thắng. Với cái chuyện mình còn AK như thế kia thì cái chuyện thắng là đương nhiên rồi anh em ạ. Đấy thì chúng ta sẽ có được một con tướng 5 tiền mà chúng ta chưa xác định được là con tướng 5 tiền là con tướng gì, cho nên là mình sẽ chuẩn bị những cái cộng hưởng liên quan. Giả dụ như mình mua hết cái vàng ở phía trên này đi, trừ cái con pháp sư thôi, con pháp sư thì con tướng 5 tiền bây giờ không có con nào là pháp sư hết, cho nên là không cần. Nếu như mà bạn muốn thì có thể mua luôn để đánh Hắc Thành, nhưng mà Hắc Thành thì còn phải thêm con Vesna nữa. Thôi kệ đi, cứ mua hết đi tính sau. Ben như vậy thì chúng ta sẽ đánh pháo thủ rồi. Ok, Ben pháo thủ thì quyển sách nó hơi bị thừa nha. Ben nếu như Ben đánh pháo thủ thì bỏ hết những cái này không liên quan, bỏ hết pháo thủ viễn tay nha anh em nhé. Pháo thủ viễn tay đây, tạm thời thì chúng ta đang có một dàn pháo thủ cũng khá là ok. Pháo thủ viễn tay, drone kiếm pháo thủ, 5 pháo thủ rồi đó, sơ là 5 pháo thủ rồi đó. Với cái con bài Ben này, ra con Ben thì nó không có khỏe bằng những con kia, nhưng mà được một cái là nếu mà nó lên được 3 sao thì nó sẽ rất là khỏe đó. Nhưng mà bây giờ mình phải lên được con Ben 3 sao, và vấn đề làm sao để lên con Ben 3 sao thì đội hình mình phải đủ khỏe, tại vì con Ben 2 sao này nó không gánh team được nha anh em nhé. Con Ben 2 sao này gánh team không được đâu, cho nên là phải từ từ, phải đánh từ từ, chớ đánh mà vội là đi. Toàn tung ba đòn đánh thường thì đòn đánh kế tiếp thì sẽ tạo một vụ nổ sấm thì nó sẽ trâu hơn. Rồi nói chung sấm thì mình nhớ lần nào mình bấm nó cũng ra cái sấm hết rồi. Nó sẽ làm cho con tướng của mình trâu hơn, cho con sói cầm đi. Rồi ok, sói ba đồ luôn, sói ba đồ, năm con pháo thủ, 6 con pháo thủ, rồi lên sấm luôn, hợp lý. Thì Franco phương Bắc, mấy con này 2 sao 2 sao đi, cho tụi nó lên 2 sao đi, xong rồi mình up cấp lên nhé để mình kiếm con Cloud. Vấn đề là mình phải có con Cloud á, con Cloud lên thì đội hình mình nó mới khỏe được. 6 pháo rồi, ok. Thêm con Franco vô, thêm máy vô là sẽ có phương Bắc, còn bây giờ thì chưa. Tạm thời cứ để cho con Ben nó cầm sách nha anh em nhé, để cho nó biến hình sớm, để nó cân tim,
gánh team. Chứ còn con bé này không không khỏe. Con bé này chiêu thức của nó là gây sát thương theo phần trăm máu. Con bé 2 sao thì gây được 20% nha anh Ben nha. Vậy thì con bé 1 sao thì chắc được khoảng tầm 10-15% thôi. Đây, con bé 2 sao gây được 20% sát thương máu dựa theo phần trăm máu của con bé nha anh em nhé. Đây thì mình sẽ cho bạn coi nè, chiêu của con bé ở phía dưới này nè, con bé nó nằm đây. Thì con bé 1 sao sát thương gốc của nó là 15%. Thời gian khống chế là 0,6 giây. Còn con bên 2 sao thì nó là 20%. Con bên 3 sao 99%. Sức mạnh nó nằm cái chỗ đó. Anh em không? Cái sức mạnh nó nằm cái chỗ 99% kìa, là gần như nó thả một con cá mập ra đâu đảm bảo bạn luôn là bay màu cả đội hình luôn. Bay màu hết cái hàng bàn cờ mà con cá mập nó đi ngang qua đó. Đó. Rồi là mình đánh con bên cũng rất là ok, nhưng mà vấn đề là có lên được 3 sao hay không? Thì bây giờ mình sẽ cố gắng ha, cái đó thì mình không nói trước được, mình sẽ cố gắng để lên cho con bên 3 sao. Thì bây giờ đội hình pháo thủ của mình nó phải khỏe, những con này 2 sao hết rồi thì không cần phải roll nữa, vừa thôi. Vấn đề là mình phải kiếm con Claw sớm xíu để cho nó ra cái biển tay, để mình kiếm tiền, rồi mình roll mình kiếm Claw 2 sao, sau đó mình up cấp lên cấp 8, cấp 9, rồi mình kiếm con gọi là rồi mình kiếm cái bộ gọi là bên 3 sao dễ hơn. Đấy, chứ còn nếu như mà anh em mà chơi con Ben bây giờ 2 sao làm đam chủ lực là gãy liền đó. Gãy liền, con Ben nó không khỏe đâu. Con mấy cái con tướng 5 tiền 2 sao khác thì mình cho làm đam chủ lực thì nó gánh được, nhưng con Ben không gánh được. Mọi người phải nhớ chuyện đó nhé. Con Ben không gánh tiếp được, nó khác. Cái cách chơi mình nó phải khác so với những con tướng 5 tiền 2 sao khác. Những con tướng 5 tiền 2 sao khác bạn chơi rất là thoải mái thôi. Bạn gắn qua một phát là tự động nó gánh liền, dù linh lắp đội hình vô tự động nó gánh team liền. Hay là thậm chí là leo mốt ngộ không miêu tàu con nào gánh cũng được, nhưng riêng con Ben thì không được. Riêng con Ben thì không được nha anh em nhé. Nên là bây giờ tạm thời là nó như này, mình sẽ bỏ cái này luôn cho nó ra phương bắc. Rồi lượt sau mình sẽ up cấp thì chúng ta sẽ có được cho mình đó là cái biển tay. Đúng rồi, thêm cái biển tay vô. Tốt nhất là ra con Claw luôn đi, cấp độ 7 thì có khả năng ra con Claw rồi. Thì mình thay vô đây luôn là có biển tay luôn nè. Nhưng mà hơi xui, nếu như không có thì mình buộc phải up thêm một cấp. Phương Bắc thì đương nhiên phải có rồi, để giữ cho con Ben nó xả chiêu mới mà. Chứ vô đánh tay nhìn nó tù vãi. Nó xả chiêu cũng được đó chứ, cũng được 10 cái đam ấy chứ. Còn cái quyển sách thì mình lấy thì mình phải tận dụng nha. Bọn Phương Bắc thì nó không cần sách, nhưng mà con sói thì nó cần. Sói nó có sách thì nó sẽ biến hình nhanh hơn, thì nó sẽ cào khỏe hơn. Tại vì con sói là nó cần 2 lần tích mana, chứ không có giống như những con khác. Những con khác thì nó tích 1 lần là ok rồi, nhưng mà con sói thì nó phải tích mana lần đầu tiên để nó biến hình thành con sói. Mới đầu nó là con Roger, nó phải biến hình thành con sói, rồi sau đó biến hình thành sói nó lại tích thêm 1 lần mana nữa thì nó bắt đầu nó cào, nó hơi lằng nhằng một xíu. Đó, hồi nãy mà mình lấy con Linh là bị thừa rồi, anh em thấy không? Nếu như mà hồi nãy mà mình đầu tư vô Linh là giờ này thừa rồi. Pháo thủ hả? Pháo thủ giác đấu cũng được nha. Lấy cái giác đấu thì hơi tham lam xíu, nhưng mà nếu như muốn thì lấy cái giác đấu đánh cũng được. Một lát nữa mình có con anh đút giác đấu. Có anh đút giác đấu thì thêm một cái giác đấu cho anh Claw nó xoay tròn. Với lại kiếm nhộng sao đồ đó thì mấy cái đồ đó cũng ngon. Nhưng bây giờ thì mình chưa có, nhưng mà mình đã đầu tư sẵn rồi. chưa có tướng nhưng mà đã đầu tư cơ sở hạ tầng rồi. Bây giờ thì chúng ta đang cần kiếm một con Claw. Đúng rồi, đổi dùng thì chúng ta sẽ bán. Rồi, mua con này về. Nếu như thắng thì chúng ta sẽ có thêm tiền nhờ viễn tay. Nhờ viễn tay là được 4 tiền đúng không? Là được 4 tiền. Sẽ được thêm 4 tiền thì up một cấp 36 thì còn lại 4 thì nó sẽ đủ luôn á. Đây, lên luôn đi. Nó đủ nha. Chờ nó cầm cái pha lê giác đấu. Rồi, mình thắng một phát là được 4 tiền, mình bán con Layla ở phía dưới là được 5 tiền, cộng 4 tiền là thành 9 tiền, và thắng lượt thì nó sẽ là 10 tiền, thì chúng ta bị lỗ có 2 tiền thôi. Nhưng mà được một cái là mình sẽ giữ được chủ thắng. Đó, Claw nhảy vô xoáy tròn kìa anh em thấy không? Nó xoáy đối phương đứng cứng ngắc. 8 tiền. Ủa, không đủ à? Sao được cái 8 thế? Tôi tưởng đâu được nhiều hơn. Cái này kiểu gì vậy ta? Lệnh chi nã hạ một tướng thì sức mạnh tướng nhận số tiền bằng với cấp sao của tướng viễn tây. Tối đa là được 4 vàng bằng với cấp sao của tướng viễn tây hả? Là mình có ba con một sao là nó được 3 tiền hả? Ra vậy, tính sai rồi. Thôi kệ thì tính sai, được cái chuỗi thắng mất 2 tiền thôi, gì đâu. Mất 2 tiền, không sao. Cái này, mất 2 tiền thì đương nhiên cũng hơi buồn. Nhưng mà 2 tiền thì nó bằng với một lượt roll thôi. Đó nha, có nghĩa là
cái số tiền của biển Tây kiếm được nó sẽ dựa theo cấp độ sao, tổng cấp độ sao nhé. Mình có con Cloud 1 sao, con Ben, con Falco 1 sao, con Anduin 1 sao, nó cộng cộng lại là được 3 sao thì nó được 3 tiền. Còn ví dụ như bạn được 5 sao thì chỉ được tối đa là 4 tiền thôi. À, hơi nhiều chữ anh em mà, thổ nó nhiều chữ quá. Còn nếu như mà được cấp ở phía dưới là sao? Hạ hai tướng sẽ được tăng sức mạnh và nhận vàng bằng với tổng cấp sao. Này, phía dưới là nói chung là được hạ hai con tướng thì tổng cộng là được 8 tiền. Đúng không? Ý là vậy gì? Thì lượt này tôi được 3 tiền đúng không? Nếu mà hạ được cái con Candida đi thì tôi được 3 tiền, đại khái là vậy đúng không? Cloud đâu vậy? Cloud chưa kịp xoáy. Ui trời. Thôi hạng đó đi lấy tiền cái đi tính sau. Cloud chưa kịp xoáy nha, Cloud bị khống chế, nhảy vô phát bị khống chế luôn. Xoáy cao đi. Đó, phải cho nó biến hình nha anh em nhé, phải cho nó biến hình để cho nó cao chứ không là nó không cao kịp á. Chuẩn bị có giáp cao, cao tiếp, cao. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đủ 20 tiền. Thôi khỏi phải bán con kia, khỏi bán con Layla. Để có gì lát nữa điên điên khùng khùng Layla biết đâu chừng nó lên 3 sao sao. À, nói chung là khi nào cần thì mình bán, còn không cần thì thôi mình cứ để đó. Rồi mua con Cloud chứ không là quên á. Hồi nữa sẽ lắp đồ sang cho Cloud nhé. Còn bây giờ thì Cloud đó nha, nó lại lay la này, nó khùng nó điên nó răng lay la đó anh em à. Thì có hai cách, một là anh em roll tiếp để kiếm con Cloud 2 sao rồi sau đó ta mới đẩy full lên cấp độ 8, lên cấp độ 9 để kiếm con Ben. Đó, thì đó. Dưới này thì nên là như vậy, nên là như vậy. Roll cho ra con Cloud anh em à, chứ anh em up cấp sớm quá là đương nhiên thì chúng ta sẽ bị một cái vấn đề, đó là mình thứ nhất mình không được hưởng hai tiền giảm của tướng mỗi lượt, là mình bị lỗ hai tiền đó rồi. Thứ hai là mình sẽ không có được một cái sức mạnh đủ để có thể gọi là đưa mình đến cái trường phái, đó là lấy được cái con Ben, mọi người hiểu không? Đó, mình phải từ từ, mình phải từ từ, phải cái con gánh team là nó phải gánh được team cái đã, chứ còn bây giờ nó chưa gánh được team, nó chưa có đủ sức mạnh để nó gánh team, nên là tạm thời là nó đang cần thêm một cái con Cloud nữa để cho Cloud mình nó lên 2 sao. Nhưng mà việc tay hiện tại tứ sở hữu thì sẽ sống sót thì sẽ được thêm vàng. À ngon nha, có vàng thì roll được nhiều anh em, có vàng thì sẽ roll được nhiều con ấy hơn. À, lấy cái đó cũng được, khỏi mất công phải đổi, khỏi mất công phải đổi. Đây để mình cho con Cloud nó sống sót, ráng cố gắng cho nó sống sót. Sói một con Cloud nữa đi, một con Cloud nữa cho tôi, Cloud nó 2 sao cái đi cho nó thêm tiền. Muốn nhân bản Cloud lên quá ta, thời lúc á. Thôi để cho nó sống sót rồi chúng ta lắp đồ sang cho nó nhé. Ráng cố gắng sống sót nha anh trai. Anh trai sống sót là mình sẽ được thêm 8 tiền nữa, là sẽ được tổng cộng là 16 tiền một lượt. Thì càng nhiều tiền roll càng phê. À, giờ roll thì nó cũng có phần trăm xuất hiện con Ben nha anh em nhé. Nhưng mà lên cấp 9 thì nó sẽ dễ dễ xuất hiện hơn. À, để có thử không? Tại vì tôi muốn kiếm con Cloud 2 sao trước, rồi mình mới up tiền, chứ bây giờ up cấp lên tốn tới 50 tiền lận. À, có con Cloud phát đi xong mình sẽ để dành tiền mình up cấp. Nhưng mà tại vì chưa có Cloud, mình sợ là con Cloud 1 sao nó gánh không nổi. Đấy, Cloud vô xoay bị hất tung, rồi Cloud không sống nổi rồi. Kỳ này là sống không nổi rồi, ở đứng ngay cái góc của con kia thì làm sao mà sống được. Ngay chỗ con góc con ấy kìa, sống gì nổi mà sống. Được cái 4 biển Tây thì được 8 tiền này, được thêm tiền thôi chứ. Ô, cái con đó là cái con cầm bùa luôn anh em mà. Vậy tính ra mình mới được có 4 tiền à, chứ cũng chẳng được 8 tiền nữa. Đau đầu mới nhờ, bởi vậy tôi muốn nhân bản con Cloud lên ghê luôn á, thề luôn. Muốn lắm luôn ý. Nhảy vô ngay chỗ cái đó luôn chứ. Sẵn tiện mình roll mình kiếm mấy con khác luôn, Funko đồ đây nè. Funko với lại con ấy luôn nè. Đó bây giờ là được 4 tiền nè, 4 sao nè. Giờ mới là 4 sao nè, nhưng mà nãy nó còn mới được có 3 sao thôi, được 3 tiền. Rồi, ok, nó phải dậy chứ. Nó phải lên thôi anh em, nó phải lên thôi. Cái sách thì từ từ, không cần cho nó có Cloud cầm sách để nó nhảy vô liền đâu, không cần thiết, cái đó không bắt buộc nhé. Nghĩa là cái quyển sách thì cứ để cho con sói cầm thôi, còn con Cloud thì nó cầm ba cái đồ khác ngon hơn, một cái đồ tăng xuyên giáp, một cái đồ tăng giáp ảo, một cái đồ làm choáng ngon hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để dành tiền cấp, nó phải ra chứ, cấp độ 8 roll thì nó phải ra thôi anh em, nó không ra nó cũng kỳ. Rồi Cloud sống sót thì mình sẽ có thêm được 8 tiền, thì tổng cộng là được 16 tiền. Nếu như mình thắng và Cloud còn sống thì sẽ được 16 tiền. Xoáy 2 sao, 27.000 sát thương. Úi, sao đánh vô ngay chỗ Karina thế? Anh ơi, chạy chỗ khác anh ơi. Rồi, mất 8 tiền. À, nàng Linh mấy ông ơi. Linh chim tinh long giáp. Oh my god. Trời ơi, còn Linh chim tinh long giáp 2 sao vậy? Ông này là cái ông hồi đầu game lấy được con Linh đúng không? Lấy con Linh ở trong cái hộp vận mệnh á. Giờ ông lên được Linh 2 sao, nhìn em nhìn mệt không? Thấy con Ben nó phế không? Nên Ben 15.000 sát thương phế phải luôn. Rồi, để dành tiền up cấp nha. Bây giờ thì mình còn cho mình là 41 máu. À, mình đang là người nhiều máu nhất này. Linh, chim tinh, 6 chim tinh, 4 kiếm khách, 3 long giáp. Hạ nó đi anh em, chứ nó lên được 3 sao là đi đó. Hạ nó đi, nó còn cái 6 máu rồi nè, có ông nào hạ được nó không?
hãy hạ Linh đi anh em. Coi nãy mà tôi thiệt với Linh mà nó bị làm choáng là nó chết rồi đó. Cloud nó bắn có phần trăm làm choáng ít quá, được 15% cơ hội làm choáng 2,5 giây. Trời ơi, 6 giác đấu thì được 55% cơ hội làm choáng. Ui, ngon đấy nhờ. Được 15% làm choáng cái này mà chán đời thiệt. Nếu như mà bỏ phương phương Bắc rồi đi á, thì chúng ta sẽ có cơ hội lên 6 pháo 6 giác đấu á. Tại giờ chơi phương Bắc. Bắc rồi làm choáng đi anh trai. Hạ gục quá đi anh trai. Ở bên này cũng linh nữa hả? Bên này kiếm khách. Rồi, lượt này chúng ta được nhiều tiền này. Đấy, một đống tiền luôn. 58 luôn. Ông kia đi chưa? Ông kiếm thần thắng cái thằng phía dưới rồi. Ủa, ông nào gõ kiếm thần? À chưa, ông xỉu xỉu. Ông xỉu xỉu đang gõ, ông kiếm thần xỉu xỉu đánh gì đây? Xỉu xỉu thua. Ai chà, còn 10 máu là còn con linh luôn á. Cái kiểu mà 10 máu là linh đó anh em à. Rồi, phải đợi hy vọng vào cái chuyện là mình thôi. Mình phải có Ben bên sau rồi lấy Ben nha. Lấy Ben thôi, cái mấy cái khác không quan tâm nữa. Mấy khác tự nhiên nó lấy rồi. Nó lấy ô đồ, long giáp. Ai chà. Ai chà. Ben long giáp kìa anh em ơi, hơi mệt nha. Ai chà, à, quên, linh long giáp. Linh long giáp chim tinh mà nó 2 sao. Cái vấn đề là nó 2 sao, bây giờ ra con linh tôi giấu. Không cho nó lên 3 sao, cho nó lên được 3 sao là thua đó. À, con đó mà thằng đó hay linh nè, cảm ơn bạn nhiều nhé, bye bye bạn luôn. Xin lỗi bạn chứ không có linh mà chơi. Linh là gì? Linh là gì trong cuộc đời này? Linh là ai bước tới nơi đây? Không có linh đâu, linh là gì anh em? Ai cho mấy ông chơi con linh? Hai con Ben đứng hai góc đi, tạm thời như thế này, giấu một con linh thôi. Bạn chỉ cần giấu một con linh thôi, nó run hoài luôn không ra luôn. Tại vì con tướng 5 tiền, nó có tổng cộng 9 con thôi anh em, chính xác là 9 con, tức là một con 3 sao. Nếu như nó không có thiết bị dân bản đủ hai cái hoặc ba cái thiết bị dân bản, không bao giờ lên được con linh, rôn tay không bao giờ ra, tại vì trong kho không còn. Còn nếu bạn giấu được thêm hai con nữa thì càng tốt. Lên cho giấu một con linh 2 sao luôn là vĩnh viễn luôn, vĩnh viễn không bao giờ lên được linh luôn. Rồi nó rơi con ngộ con Ben cho mình nè. À rơi con này là tại do hồi nãy mình thua nè, mình thua cho mình thắng cái nào nó rơi lại con này. Rồi mình sẽ lấy nha, giấu đi. Ủa sấy cái hết cái vàng viễn tay tôi rồi, trời ơi đau đầu ghê luôn á. 20 mấy máu xỉu xỉu sao không thắng được kiếm thần mà thắng được tôi vậy. Cloud là thôi nhá, Cloud 2 sao thôi anh em, mà nó không phải là cái con tướng để cho lên full. Mình thì mình đang cần con Ben. Giờ bây giờ tập trung tất cả đi roll kiếm con Ben thôi. Faya với Phanco lên được thì lên, không lên được thì thôi. À, giờ mình phải đi kiếm Ben. À, Cloud thôi đủ rồi. Đó, bây giờ là nội ngoại còn mình Ben thôi đó, mình roll cháy máy luôn á, ra không ra thôi linh. Linh. Đau đầu nha. Trời ơi, tôi roll đang lay la luôn mấy ảo ma chứ, lay la 10% xuất hiện nó ra mà 15% con Ben nó không ra, anh em thấy ảo ma chưa? 10% xuất hiện của tướng một tiền nó ra lay la cho tôi. Vậy mà không thấy con Ben đâu, thế mới ảo. Thế mới gọi là ảo chứ. Rồi, hôm nay là ông chơi con triệu hồi bí thuật. À, triệu hồi bí thuật tha skill 3, rồi cũng là bài đó. Cloud nhảy vô xoay. Xoay choáng nhiều nhiều lên anh trai. Anh trai xoay tôi thấy cảm giác anh choáng hơi ít. Ui trời ơi, bí thuật đào máu nhanh quá. Bào bí thuật nó đi cho 26 máu. Oh my god, 25 máu. Giờ này tôi còn đi giam lính ông kia nữa. Còn 2 máu. Mày thấy con Ben yếu không? Ơi con linh 2 sao kìa, nó gánh hết trơn luôn. Mình thì mình vẫn còn đang ác lắm. Linh nữa nè. Trời ơi, má quá đáng thật sự luôn á. Kiếm thần này không bao giờ lên được linh 3 sao nữa. Nếu mình còn sống là không bao giờ lên được luôn. Linh 2 sao gánh tim anh em thấy không? Còn con Ben 2 sao nhìn chán đời vãi. Trời ơi, lại là 3 sao là cái gì? Sao nữa? Không hiểu luôn á. Tôi thiệt tôi không hiểu nổi luôn. Đây mà là con Ben này, thay con linh bằng con Ben này thôi, câu chuyện nó khác rồi. Lên Ben chán đời rồi bạn ạ. Con Ben nản quá. Nhìn con Ben đúng nản luôn á. Yếu quá. Ben phế. Ben phế. Ở giác đấu vô luôn đó mà xoáy không vô mà sao giờ trời. Cầm Ben đứng không vô hệ thống gì hết à anh em ơi. Lát nữa mình kiếm thêm một con Johnson nhé. Kiếm thêm Johnson thay vô chỗ Ben bên góc. Đồ phù thủy pháp sư làm gì đây? Băng thạch. Băng thạch. Cái đồ này Ben cầm ấy. Ben 2 sao, Ben 2 sao không ai thua. Linh nữa, lắm linh thế. Ác dữ hả? Kệ nhá, nhưng mà nói chung là mình phải đầu tư Ben rồi nè. Ben nè. Thiếu hai con Ben nữa. Hai con Ben nữa, roll đi. Roll kiếm Ben này anh em ơi. Hết máu rồi. Giờ này giữ tiền làm gì? Ben, một con nữa. Ben, rồi ok, Ben 3 sao này. Ben 3 sao, Ben 3 sao. Rồi.
Ok, cho Linh vô luôn. Bên cầm băng thạch, bên cầm xuyên giáp. Rồi, ok. Ok, bên 3 sao, đẩy một chiêu anh ơi, sao anh đi bộ lên vậy? Anh đi bộ lên trên vậy? Anh ơi, một chiêu bay màu gần hết đội hình không bay màu anh em, mà nó biến thành đặc biệt, nó biến thành cái con kia. Nó biến thành cái bộ bộ gì á, bộ chiêu hồi, bộ chiêu hồi. Ben đẩy một chiêu nữa nào, một chiêu bay màu, xin vĩnh biệt, xin vĩnh biệt. Anh ơi biến hình cái gì, biến hình cái gì, em còn có khác nữa. Rồi ngon, được này. Thằng kia đi chưa, ông xỉu xỉu, còn ông kiếm thần, ông kiếm thần. Còn ông kiếm thần thôi. Rồi ra Linh nữa này. Linh. Nó nhả con Linh. Ôi trời ơi nhức đầu. Nó nhả con Linh thế. Bao nhiêu con không nhả, nhả con Linh là như nào. Chỗ này cầm sát đi, Linh cầm sát đi. Nó hơi delay tiếng game xíu, từ 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 xíu. Delay tiếng game anh em, căng nha, căng nha. Mình có con Ben 3 sao rồi. Ben 3 sao 99% sát thương của chiêu thức. Chiêu thức là 99% nha anh em, nó nhìn nè. 99% HP tối đa của đối phương nè, thấy chưa? Mỗi đứa còn xíu máu thôi, rất là căng thẳng luôn. Đang rất là căng thẳng luôn mọi người ạ. À, mình chơi mình còn kẹp thêm con Linh nữa. Thằng kiếm thần không lên được 3 sao đâu, chắc chắn không lên được. Tôi mới là người có khả năng lên được Linh 3 sao nè, tại do mình biết đâu chừng con ấy của mình nó nhả ra Linh một kiếm. Ui thằng Ben thả một cái như cắp một kiếm đi. Sức mạnh, sức mạnh là đây anh em, sức mạnh là đây. Nói chung là rất là khó chơi luôn á, ông Ben là siêu phẩm khó chơi luôn á. Một chiêu duy nhất 8 mấy ngàn sát thương. Vô cầu anh em à, vô cầu rồi, vô cầu rồi đó. Bây giờ thằng Cloud đâu có cần đâu, Cloud vô gây hiệu ứng chón chón chơi thôi, mình cũng đầu tư cái chuyện đó rồi. Kiếm thần đang thắng các bạn, kiếm thần Linh nè, Linh 2 sao nè, đừng có mơ, đừng có mơ lên Linh 3 sao, Linh nhà tôi nè, kiếm thần để gáy gáy gáy. Linh nhà tôi có hai con 2 sao nè, kiếm thần. Cày đâu rồi cái chữ gáy của tôi đâu rồi, à đây rồi, gáy rồi, gáy rồi, gáy rồi. Cay cay chứ, nói không cay là nói xạo, nói không cay là nói xạo anh em. Mà đây là ba hai con 2 sao nhá, mình có 2 con linh, 2 con linh 2 sao luôn. Thôi lượt này nữa là lượt cuối rồi, những con nào 1 sao thì ráng cho nó lên 2 sao thôi, chứ còn nó không lên được 3 sao đâu. Rồi Ben lên Linh, ui rồi lắm Linh thế, thấy không, tôi nói mà tôi là người có khả năng lên Linh này. Ui rồi, ui rồi một đống Linh luôn. Mời anh kiếm thần lên Linh. Linh chim tinh lông giáp hả mày, một chiêu vào mồm Linh, Linh bay màu không thấy Linh đâu luôn. 99% sát thương là đây chứ đâu, 99% sát thương là đây chứ đâu. Anh em thấy sức mạnh của con Ben 3 sao chưa, một chiêu duy nhất không thấy bất kỳ một thằng nào luôn, kể cả bạn chơi phù thủy một chiêu duy nhất là bay màu, nếu như bạn chơi Katita một chiêu duy nhất là bay màu, đừng có nghĩ đến cái chuyện được lặn. Rồi ok, đó là một trận đấu phải nói là cực kỳ bùng nổ và cực kỳ bất ngờ đến những giây phút cuối cùng luôn. Hay nha, trận đấu này hay nè, theo tôi đánh giá là hay, và đương nhiên là nó có phải có sự may mắn trong đó, tại vì con Ben thì nó không giống như con khác. Nếu như đầu game mà nó ra con Linh á thì game này mình Linh 3 sao luôn rồi, mình không có đánh liên quan gì tới con Linh hết, mà Linh tôi gắn vô chơi thôi, gắn vô chơi kè đằng kia thôi. Với lại được một cái là nó phối hợp hay nha, thằng Ben vô là nó phương Bắc, nó thả cái mập liền, nó thả cái mập liền thì nó vô nó thả một đàn cái mập ra, là thằng nào trúng cái mập thì một là đi luôn, hai là hấp hối, hai là còn có 1% máu thôi. Thì tới lượt thằng Linh cầm cho mình là cái quyển sách bùa mê hoặc thì nó sẽ cắm kiếm, nó sẽ cắm xuống bụp một phát, thằng nào còn sống là cũng đi luôn. Cho nên là hai con đó nó kết hợp với nhau thì cũng rất là ok. Và đặc biệt là hồi nãy là mình thiếu thiếu đúng một con Linh nữa thôi là mình lên được Linh 3 sao luôn kìa. Thì làm sao ông kiếm thần ông lên được Linh 3 sao, làm sao lên được? Tại tôi nói với ông rồi, trong cái con tướng 5 tiền nó chỉ có 9 con thôi, có tổng cộng là 9 con thôi. Thì ngoại trừ trường hợp bạn chơi những con tướng có những cái nhân bản như là con Âu Tết của KK chơi này, là nó nhân bản nó thẳng lên 2 sao xuống luôn, thì con đó không tính. Cái con nhân bản không tính nha, những cái con mà bạn roll trong cửa hàng á thì bạn chỉ roll được tổng cộng là 9 con, 9 con thôi nha, không có lấy được tới con thứ 10 đâu. Cho nên là tôi roll mà nó ra tới 3-4 con liên tục luôn. Cái lúc mà mình roll cái con tướng ở trong cửa hàng mình roll bập 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 ra Linh á, anh em thấy không? Ra Linh lấy hết, ra Linh lấy hết. Là ông kiếm thật ông khóc luôn à. Không bao giờ lên được Linh 3 sao, đừng có mơ. Ngoài trừ trường hợp bạn bấm cái chiêu này, cái chiêu của mèo này. Nhưng mà bây giờ cái chiêu của mèo chỉ bấm được một lần thôi, cho nên là nó có bao nhiêu Linh là nó đang có bấy nhiêu Linh rồi. Bây giờ là nó muốn lên Linh 3 sao thì chỉ có một cách duy nhất là phải roll, phải xoay cờ cho nó ra con Linh thì mới được, còn xoay không ra là thôi. Rồi ok, đó là tất cả những gì mà cái clip ngày hôm nay bạn có thể thấy là rất hay, nó rất hay với công bài Ben 3 sao gây sát thương 99% máu của đối phương, rất là ghê gớm luôn. Và cái lên thì nó rất là khó nha, nói chung là bạn muốn lên được con Ben 3 sao thì nó không phải là dễ. Cái vấn đề lớn nhất của con Ben 3 sao là con Ben 2 sao nó không có khỏe,
Còn bên hai sao nó gây được có 20% sát thương rồi, đâu có xi nhê. Nó không có khỏe, nó không có đủ sức mạnh để nó gánh mấy bạn tới cái đoạn bạn lên được 3 sao mà phải nhờ vào một con tướng khác để cho nó gánh thì mình mới lên được. Còn những con tướng 5 tiền khác, ví dụ như Linh đi, thì bạn chỉ cần roll đang lên 2 sao phát đúng không? Úp một mạch lên cấp độ 9 rồi sau đó ta roll ta kiếm Linh xong là xong. Con Linh tự con Linh 2 sao nó gánh team luôn, chứ không cần ai phải gánh giùm nó nhé. Còn riêng con Ben 3 sao này là một con tướng mạnh, nhưng để lên được full đồ thì nó giống như xạ thủ vậy. Để như Ben này giống như Lily vậy, bạn lên được full đồ, bạn xét thương chuẩn, bạn bắn mỗi đứa hai viên thì bạn phải có một thằng khác gánh team là thằng Claw. Thằng Claw nó phải gánh team trước, nó phải gánh team giùm cho mình trước thì mình mới lên được, mình mới đủ thời gian để mình lên được con Ben 3 sao. Nói chung là chơi con Ben 3 sao thì nó khó hơn những con tướng 5 tiền khác, nhưng mà nó vẫn rất là mạnh. Mà nó là một con tướng 5 tiền, con tướng 5 tiền lên được 3 sao thì con nào cũng mạnh, con nào nó có sức mạnh riêng của nó hết nha. Ok, tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn ở trong clip này thì mình đã chia sẻ rồi. Bạn nào thích cái clip này của mình thì để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhớ bật chuông bấm thông báo lên để nhận thông báo cho hôm tới cái ý tưởng nào hay thì mình lục phía dưới giúp mình để mình có thêm những ý tưởng mình làm cho tương lai. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.